Hi, xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và như mình đã hứa với bạn thì mình sẽ công bố một số những cái thông tin về cái việc đó chính là jailbreak ở trên những cái chiếc iPhone. Và ngày hôm nay thì mình cũng đã có đầy đủ thông tin rồi. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là khi nào sẽ có jailbreak và jailbreak như thế nào nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ok, và vào buổi chiều hôm nay ngày 8 tháng 11 tại Hàn Quốc thì có một cái sự kiện mang tên là POC 2019. Thì ở trong cái sự kiện này thì lần lượt các cái người lập trình viên, những cái người mà đã từng jailbreak rồi á, họ sẽ lên họ công bố về cái việc là jailbreak trong năm 2019. Và một cái điều mà anh em rất là kỳ vọng đó chính là cái đội ngũ của lập trình viên của Jack M8, hay người ta còn có một cái tên gọi khác đó chính là Jack Ra 1N. Và vào lúc chiều nay thì họ sẽ công bố những cái thiết bị được jailbreak ở trong cái lần này. Thì đầu tiên sẽ được hỗ trợ từ những cái con iPhone dùng chip A5 cho tới A11. Thì cụ thể sẽ là iPhone 4S cho tới iPhone X. Những cái con iPhone đời mới hơn, ví dụ dùng chip A12 từ iPhone XR cho tới iPhone 11 Pro Max thì sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa. Cái thứ hai đó chính là những cái phiên bản jailbreak là được hỗ trợ jailbreak luôn, cả cái phiên bản iOS 13. Và cái điều thứ ba đó chính là ở hệ điều hành macOS sẽ có trước, và Windows cũng như là cái hệ điều hành Linux thì sẽ có sau. Và tất cả sẽ được download ở trên một cái trang web mà mình cũng đã để đường link ở bên dưới rồi. Thì nó sẽ có tên là Jack Ra 1N. Đó, thì cái tên của cái jailbreak đó là như vậy. Thì họ đặt tên như vậy luôn. Và hiện tại khi mà mình truy cập vào đường link này á, thì nó vẫn chưa có hoạt động. Và khi nào họ công bố thì cái đường link này sẽ hoạt động để bạn có thể tải file jailbreak về và chúng ta có tiến hành jailbreak. Đó, và cái jailbreak lần này nó sẽ khá là khác với những cái lần trước. Những lần trước thì các bạn sẽ cài một cái tool vào ở trong máy và sau đó chúng ta tiến hành chạy jailbreak. Tuy nhiên ở lần này á, thì các bạn sẽ buộc phải cắm cái chiếc máy của bạn vào trong máy tính, làm theo cái cách lúc trước thủ công lại. Đó, các bạn sẽ cắm vào và nhấn nút và nó sẽ tiến hành jailbreak trên cái chiếc iPhone của bạn. Và theo thông tin mình được biết thì trên cái phiên bản jailbreak lần này thì cũng sẽ cho các bạn hạ cấp từ iOS 13 xuống cái iOS thấp nhất, hoặc là cái iOS mà ở trên cái máy đó cái lúc phát hành họ cung cấp vào. Ví dụ như iPhone X thì mình nhớ nó chính là iOS 12, thì khi mà bạn jailbreak xong thì bạn hoàn toàn có thể hạ cấp nó xuống thành iOS 12 được. Đó, và thông tin tiếp theo đó chính là jailbreak sẽ dự kiến á, thì họ sẽ ra mắt trong ngày hôm nay luôn. Tuy nhiên thì sau khi sự kiện xong và mình đọc lại những cái thông tin về cái sự kiện của họ thì cái jailbreak này sẽ phải lùi lại một ngày, tại vì một số những cái điều họ cần phải làm để có thể công bố lên một cách ngon lành nhất. Và thực sự á, thì cái jailbreak này nó đã có từ rất là lâu rồi, tuy nhiên thì cái buổi họp báo ngày hôm nay thì họ mới chính thức công bố ra tất cả những điều mà họ làm, và sắp tới thì anh em chúng ta sẽ có jailbreak. Và nếu như jailbreak mà đúng vào ngày thứ bảy hoặc là chủ nhật mình không có quay clip được thì hẹn các bạn lại ngày thứ hai, thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để chúng ta có thể jailbreak được trên những cái chiếc iPhone mà cái nhóm này họ hỗ trợ nhé. Và mình cũng hy vọng là cái phiên bản dành cho Windows nó sẽ ra mắt sớm, tại vì dù gì thì anh em dùng Windows cũng rất là nhiều, Mac thì cũng khá là ít, cho nên là có phiên bản nào thì mình sẽ hỗ trợ cái phiên bản đó, và mình cũng sẽ hướng dẫn cho anh em hạ cấp cũng như là cài trick vào luôn. Thì rất cảm ơn các anh em đã theo dõi hết clip này của mình. Và các anh em mong chờ điều gì ở cái jailbreak lần này, cài trick hay là hạ cấp, hay là mong chờ điều gì nữa thì hãy comment với mình ở phía bên dưới. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.